Phạm Gia giới thiệu đến anh chị em đang quan tâm đến mẫu bàn ghế phòng khách sang trọng đẳng cấp bộ Hoàng Gia V10 để tham khảo một mẫu mới cho công ty đồ gỗ Phạm Gia sản xuất tại xưởng sản xuất của công ty đồ gỗ Phạm Gia. Đây là mẫu Hoàng Gia V10 gỗ hương đá. Đó. Đang được các nghệ nhân trong công ty đục bằng tay này. Đấy, đục toàn bộ đục bằng tay nha. Từ những cái chi tiết rất là nhỏ. Gỗ thì được lựa chọn từ những cây gỗ liền lạc và không có vết, sạch rác và gỗ đẹp. Cái phần trương ghế thì là đục thủ công, 100% là đục thủ công bằng tay. Đây, để anh chị em cùng tham khảo thôi. Cái sản phẩm do công ty Phạm Gia làm đưa ra thị trường luôn chú trọng đến chất lượng và đúng gỗ, cho nên đúng mẫu mã thì quý khách đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của công ty Phạm Gia sản xuất. Đáp lại niềm tin đó thì đội ngũ nhân viên của công ty Phạm Gia tâm huyết tạo lên những cái sản phẩm đẹp và sáng trọng gửi đến người tiêu dùng. Đây cũng là một cái ghế đơn và đây là mặt đằng sau của ghế đơn này. Tay ghế thì nguyên khối này, tay rất là to. Đấy, để anh chị em tham khảo, tay rất là to nha. Đó, tay tính là 24. Đây. Đây là tổng thể chiếc ghế này để anh chị em tham khảo này.